Đây là một cái nghề khá là hot. Cái tư tưởng của họ là muốn tự do, muốn thoải mái. Nói về cái ưu điểm và nhược điểm của nghề này. Ưu điểm thứ ba đó chính là nguồn thu nhập. Bạn hoàn toàn có thể kiếm được số tiền phải có tiền. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Khi mà họ có nhu cầu thì họ kêu ai? Không kêu bạn chứ kêu ai nữa. Em sinh năm 2K3, em có đam mê và thích chụp ảnh và thích chụp cho mọi người. Em thì gia đình không có điều kiện và bố mẹ thì cấm cản việc theo đuổi nghề này. Nên em hiện đang đi làm công ty, giờ em muốn bắt đầu theo đuổi nghề nhiếp ảnh. Em dự tính là làm công ty hết năm nay và sang năm em muốn bắt tay vào. Nhưng em chưa biết bắt đầu từ con số 0 như thế nào, mong anh dẫn dắt ạ. Em cảm ơn. Đây là một câu hỏi của một bạn nam đã gửi cho mình trên Facebook. Thì câu hỏi này mình đã nhận được rất là nhiều rồi, cái dạng câu hỏi này á. Và mình cũng đã làm một hai video gì đó nói về cái vấn đề này rồi. Ở mỗi thời điểm ấy, thì cái suy nghĩ và cái câu trả lời của mình nó sẽ mỗi khác. Nhưng tất cả thì cũng chỉ muốn các bạn tốt hơn thôi. Rồi nói về trường hợp của bạn đúng không? Bạn đang không có điều kiện và ba mẹ bạn lại đang cấm cản cái nghề này nữa. Thực ra cấm cản cũng dễ hiểu cho các bạn ạ. Cái nghề này người ngoài nhìn vào sẽ cảm giác rất là lông bông. Bản thân mình cũng vậy, gia đình, bạn bè nhìn mình đều cảm thấy mình lông bông. Đôi khi tự mình cũng cảm thấy mình lông bông nữa. Nhưng biết làm sao được, đã xác định theo nghề thì phải theo tới cùng. Nếu mà không làm nghề này nữa thì mình cũng không biết làm gì luôn á. Nếu bạn suy ngẫm thì bạn cũng sẽ tự hiểu ra được là cái nghề này cũng khá là hot, đúng không? Bây giờ bất kể ngành nghề nào, bất kể lĩnh vực nào đều liên quan đến nghề quay phim chụp hình cả. Giống như bạn muốn bán một cái áo, muốn bán một cái quần, muốn bán một con gà, muốn bán một cái miếng thịt hay bán bất kể cái gì đều phải chụp hình nó lại thì khách hàng mới nhìn ra sản phẩm của bạn và quyết định có mua hay không, thì đều liên quan đến cái nghề chụp hình, thậm chí là liên quan nhiều nữa đó. Ngoài những cái nhu cầu về nhiếp ảnh thương mại ra thì còn có những cái nhiếp ảnh khác như là những người nhu cầu chụp hình chân dung, lưu niệm, rồi gia đình, rồi ảnh cưới, hỏi sinh nhật đám ma đầy tháng gì, rất là nhiều cái nhu cầu chụp hình quay phim. Cho nên mình mới nói đây là một cái nghề khá là hot. Một bằng chứng nữa là mình có một cái group Facebook gọi là cộng đồng photographer và videographer. Thì trong group này có rất là nhiều nhà tuyển dụng, những công ty họ cần tuyển những người có kỹ năng quay phim, chụp hình. Không cần kinh nghiệm luôn các bạn, chỉ cần là biết quay phim, biết chụp hình thôi. Họ đã nhận vào làm với mức lương là từ 12 cho tới 20 triệu rồi. Nhưng những bài đăng tuyển dụng như vậy thì lại không ai quan tâm. Tại sao vậy ạ? Tại vì những người á mà họ đã theo nghề nhiếp ảnh, cái tư tưởng của họ là muốn tự do, muốn thoải mái, giống như mình vậy nè. Bây giờ mình đang làm một cái công việc rất là thoải mái, có những hôm mình làm rất nhiều, cũng có hôm mình lại không phải làm gì cả. Có hôm thì đi làm từ 2 giờ sáng về lúc 11, 12 giờ đêm. Có những hôm thì ngồi không từ sáng tới chiều, đi cà phê, đi chơi, đi ăn uống và đi du lịch với bạn, với bè cũng rất là thoải mái. Trước khi trả lời bạn thì mình sẽ nói về cái ưu điểm và nhược điểm của nghề này để bạn quyết định là có nên theo đuổi nó hay không nha. Về ưu điểm thì thứ nhất, nó sẽ mang lại cho bạn sự tự do, thoải mái về thời gian cũng như không gian. Thay vì bạn đi làm một công việc khác, bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều, ngày nào bạn cũng ngồi vị trí đó làm công việc đó, rất là chán đúng không? Thì cái công việc này nó sẽ khác, nó sẽ cho bạn trải nghiệm ở đây, ở đó, đi đây, đi đó. Và mỗi ngày làm một công việc nó khác nhau, nó sẽ luôn luôn tươi mới để cho bạn không bị nhàm chán. Ưu điểm thứ hai đó chính là nghề này sẽ giúp cho bạn tạo ra nhiều mối quan hệ. Bạn đi làm ở đây, ở đó, tiếp xúc, gặp gỡ với rất là nhiều người khác nhau, nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, giàu có, nghèo có, tất cả mọi tầng lớp đều tiếp xúc, đều gặp gỡ, đều quen biết cả. Đó là cái ưu điểm thứ hai mình muốn nhắc tới. Ưu điểm thứ ba đó chính là nguồn thu nhập. Bạn hoàn toàn có thể kiếm được số tiền tương đương với một người đi làm văn phòng 26 ngày một tháng, ngày làm 8 tiếng, còn bạn thì chỉ cần làm 10 ngày hoặc là 15 ngày, bạn hoàn toàn có thể kiếm được nguồn thu nhập tương đương như vậy hoặc lớn hơn vậy rất là nhiều. Ưu điểm thứ tư đó chính là sẽ khiến cho cái bản thân bạn tốt hơn. Tốt hơn ở điểm nào ạ? Khi mà bạn làm việc với khách hàng, bạn cần sự chỉnh chu, sự tỉ mỉ và cẩn thận đúng không? Thì lâu dần nó sẽ hình thành cho bạn một cái bản tính y như vậy luôn. Không phải là làm việc với khách hàng nữa mà đối với cái cuộc sống hàng ngày của bạn sẽ luôn chỉnh chu, luôn cẩn thận, luôn tỉ mỉ. Rồi, nãy giờ mình nói về ưu điểm rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ nói về nhược điểm. Thứ nhất là nghề này rất là cạnh tranh. Tại sao cạnh tranh ạ? Tại vì nghề này rất là dễ bắt đầu đúng không? Bạn hoàn toàn có thể mua một cái máy ảnh về, học chụp ảnh sơ sơ và ra nhận khách. Rất là dễ đúng không? Thành ra là rất là nhiều người tham gia vào nghề này. Cái mức độ cạnh tranh cũng rất là lớn. Nhược điểm thứ hai đó chính là thu nhập không ổn định. Thay vì bạn đi làm công ty, hàng tháng bạn sẽ nhận được một mức lương như vậy. Bạn biết trước là như vậy và bạn sẽ không có lo lắng, không có sợ gì cả. Còn đây, ví dụ như tháng này bạn làm được nhiêu đây tiền, nhưng có chắc tháng sau bạn làm được nhiêu đó tiền hay không? Khi mà bạn có vợ con, có gia đình rồi thì cái áp lực đó nó sẽ càng lớn hơn như vậy nữa. Nhược điểm thứ ba đó chính là bạn phải luôn luôn trau dồi, luôn luôn học hỏi, nâng cấp bản thân mình giỏi hơn. Nếu như bạn ngừng học hỏi, ngừng trau dồi kiến thức
về cái công việc của bạn thì bạn sẽ bị tụt lại phía sau ngay lập tức. Và khi bạn tụt lại phía sau thì bạn sẽ không thể sống được với nghề này nữa. Để lấy ví dụ cho cái nhược điểm này á, là các bạn có thể nhìn thấy những cái ông bác, ông chú hay lãng vãng ở dưới Sài Gòn những cái địa điểm du lịch này kia để mà chụp hình các bạn, ngày nãy khách chụp hình á. Đó là tại vì bây giờ họ không thể nào cạnh tranh lại với lớp trẻ lên, họ không thể nào sử dụng Photoshop rành giỏi, họ không thể nào quay phim đẹp, thành ra nó không đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng và bây giờ họ bị đào thải. Đó là ví dụ cho các bạn thấy được cái nhược điểm là các bạn phải luôn luôn học hỏi, luôn luôn trau dồi kiến thức. Nhược điểm thứ tư đó chính là cái tuổi thọ của nghề này không lâu. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì bây giờ bạn còn trẻ đúng không? Bạn có thể đi đây đi đó chụp hình quay phim này kia được. Nhưng mà khi bạn già đi thì làm sao bạn chạy đua lại lớp trẻ được đúng không? Ngay từ bây giờ bạn phải có một cái kế hoạch, có một cái mục tiêu rõ ràng để sau này khi mà bạn già rồi á, bạn có thể ngồi một chỗ chỉ trỏ, chỉ tay năm ngón thôi, vẫn tạo ra cái nguồn thu nhập từ nghề này. Chứ mà để mà vác máy đi bán thời gian, bán công sức lấy tiền thì chết chắc, cho nên là mình mới nói cái tuổi thọ nghề này không cao. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ về những cái ưu điểm và nhược điểm của nghề này, thì bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định là có nên theo hay không nha. Còn nếu bạn vẫn quyết định là tiếp tục theo, mình sẽ nói tiếp về cái trường hợp của bạn là hiện tại bạn đang không có điều kiện và đang đi làm công ty, thì bạn hãy cứ đi làm công ty đi. Tại sao ạ? Tại vì trước khi bước chân vào nghề, bạn phải chuẩn bị cho mình đầy đủ ba cái yếu tố. Thứ nhất là tiền. Tại sao lại tiền ạ? Tại vì khi mà bạn bước chân vào nghề đúng không, bạn sẽ chưa có khách hàng ngay, bạn chưa có thu nhập ngay, và bạn sẽ phải có tiền để duy trì trang trải cuộc sống của bạn ít nhất là 6 tháng cho tới 1 năm. Phải có tiền, đó là cái yếu tố đầu tiên. Rồi, yếu tố thứ hai đó chính là kỹ năng. Trong thời gian này bạn vừa đi làm, bạn vừa học hỏi những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm về cái nghề này cho mình. Học hỏi đâu thì bạn có thể lên YouTube giống như kênh của mình vậy đó. Đó là cái yếu tố thứ hai. Còn yếu tố thứ ba đó chính là mối quan hệ. Ngay lúc này trong công ty của bạn hãy tạo ra nhiều mối quan hệ lên, anh em bạn bè làm trong công ty đúng không, cứ giao tiếp thân thiết lên, sau này kiểu gì họ cũng có nhu cầu quay phim chụp hình mà, ai mà chả phải cưới hỏi sinh nhật đúng không. Khi mà họ có nhu cầu thì họ kêu ai, kêu bạn chứ kêu ai nữa. Ngay từ bây giờ hãy tạo nhiều mối quan hệ lên. Đó là ba yếu tố mà bạn cần phải có trước khi bắt đầu theo nghề. Thế rồi, và cuối cùng thì xin chúc bạn sẽ thực hiện được cái ước mơ, cái đam mê của bạn. Và cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Nếu thấy video này của mình có ích thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Và các bạn có câu hỏi nào hay thắc mắc nào có thể bình luận phía bên dưới, mình sẽ giải đáp trong những video sau nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.